kìa. Anh này, anh đang làm cái gì đấy? Chị có nhớ em không ạ? Anh là ai? Em chính là người 2 năm trước đã cướp đồ của chị đây ạ. Này, tiền đâu? Đưa tôi tiền. Nhanh lên. Nhanh. Đây. Xin lỗi chị, mẹ tôi đang bị bệnh nặng, tôi cần tiền mua thuốc cho mẹ thôi. Xin lỗi chị. Ơi Quân ạ. Anh cầm lấy thẻ này đi, trong này có 100 triệu, đưa mẹ vào bệnh viện khám cho hẳn hoi. Cảm ơn chị. Nhất định tôi sẽ trả.